Ngày 29 tháng 3, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức công bố kích cầu và thu hút du khách đến với thành phố trong năm 2024. Chương trình có chủ đề Enjoy Đà Nẵng 2024, tận hưởng các sản phẩm du lịch đặc sắc như sự kiện lễ hội, du lịch ẩm thực, du lịch đêm, du lịch cưới và du lịch gắn với hội nghị hội thảo. Với mong muốn gia tăng trải nghiệm cho du khách đến Đà Nẵng, chương trình sẽ dành tặng hơn 10.000 voucher miễn phí và ưu đãi giảm giá, tổng trị giá tương đương 5 tỷ đồng cho khách du lịch. Đặc biệt, thành phố ưu tiên tặng 2.000 vé xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng miễn phí khi đăng ký mua dịch vụ, sản phẩm du lịch Đà Nẵng trên các nền tảng trực tuyến. Cùng với đó, các gói combo tận hưởng Đà Nẵng tại chương trình tuần lễ vàng nhận ngàn ưu đãi trên website của Enjoy Đà Nẵng 2024 để du khách có thêm nhiều lựa chọn cho hành trình khám phá thành phố. Với nhiều điểm mới, hấp dẫn và đa dạng sự chọn lựa dành cho các phân khúc thị trường mục tiêu, ngành du lịch thành phố tập trung đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh điểm đến hấp dẫn, an toàn, mến khách để du khách tận hưởng và cùng chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc, trải nghiệm thú vị về thành phố xinh đẹp bên sông Hàn. Phấn đấu đạt mục tiêu đón khoảng 8,4 triệu lượt khách nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong năm 2024. Tại thành phố Đà Nẵng, chiều ngày 29 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố chương trình khai mạc năm du lịch năm 2024 và lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3. Sự kiện được tổ chức tại Đà Nẵng nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, các giá trị di sản văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch của tỉnh, qua đó kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế, các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang. Chương trình khai mạc năm du lịch và lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2004 tại tỉnh Tuyên Quang. Sự kiện khởi đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trong năm. Một trong những điểm nhấn của sự kiện lần này đó là du khách sẽ được tham gia các hoạt động hấp dẫn như lễ hội khinh khí cầu quốc tế, được trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu gồm 22 khinh khí cầu do các phi công quốc tế đến từ các quốc gia như Anh, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc hay Thái Lan điều khiển. Lễ hội ánh sáng khinh khí cầu quốc tế kết hợp trình diễn các ban nhạc disc jockey, tổ chức hoạt động giao lưu giữa học sinh sinh viên với các phi công điều khiển khinh khí cầu quốc tế, một số buổi bay miễn phí cho mọi người, nhất là các Facebooker, YouTube, TikToker. Qua đó, nhằm góp phần thúc đẩy tăng tốc phát triển du lịch, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Tuyên Quang. Cũng trong ngày 29 tháng 3, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội thảo xây dựng phát triển tour tuyến và các sản phẩm đặc thù của du lịch đồng bằng sông Cửu Long do Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức. Đồng bằng sông Cửu Long tuy có điều kiện phát triển du lịch, nhưng nhìn chung, tốc độ phát triển thời gian qua chưa được như kỳ vọng. Trong đó, những hạn chế khó khăn về xây dựng, phát triển tour tuyến và sản phẩm du lịch đặc thù. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch thẳng thắn đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển tour tuyến và sản phẩm du lịch đặc thù của vùng, định hình sản phẩm chủ đạo đặc trưng nhằm kết nối hiệu quả điểm đến trong chuỗi liên kết hợp tác phát triển du lịch toàn vùng. Hội thảo cũng khẳng định vai trò của báo chí truyền thông về phát triển thương hiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc thù đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, từ đó xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả, thúc đẩy ngành công nghiệp không khói ngày càng phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Hải Phòng đã đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đền thờ Phạm Thượng Quận của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo quyết định số 4244 ngày 29 tháng 12 năm 2023. Đền thờ Phạm Thượng tại xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, thờ ngài Phạm Đình Trọng là một danh thần nổi tiếng văn võ toàn tài, một nhân vật lịch sử, một vị đại quan rất nổi tiếng của đất nước trong triều Hậu Lê thế kỷ 18, được nhiều sử sách ghi chép. Trải qua thăng trầm của lịch sử, thời gian, ngôi đền đã được tu bổ, tôn tạo, xây dựng lại, song vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống và có giá trị mỹ thuật cao, có giá trị về lịch sử văn hóa rất lớn, kiến trúc đặc biệt góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị, với 19 dân tộc anh em và sự đa dạng về văn hóa dân tộc, lại được thiên nhiên ưu đãi về sản vật địa phương, tỉnh Hà Giang trở thành kho tàng văn hóa ẩm thực phong phú, hấp dẫn, với nhiều món ăn hiện được vinh danh trong các chương trình bình chọn ẩm thực tiêu biểu cấp quốc gia như cháo ấu tẩu, mèn mén, mật ong bạc hà hay là chè san tuyết, phở ngô. Lễ hội văn hóa du lịch và ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024 là sự kiện nhằm nâng tầm thương hiệu, đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước và các quốc gia, tăng cường xúc tiến giới thiệu điểm đến du lịch,
tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gặp gỡ giao lưu, trưng bày giới thiệu sản phẩm, đặc sản, ẩm thực địa phương. Lễ hội có 65 gian hàng, trong đó có sự tham gia của 22 tỉnh, thành phố trong cả nước và một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.